Xin chào các bạn. Hôm nay gia đình của mình ghé tới chợ của người châu Á đi chợ. Thì trước khi vô chợ thấy chỗ này bán heo quay, rồi vịt quay, bán bánh bao. Mấy đứa nhỏ thích ăn heo quay. Heo quay ở đây lúc nào cũng nóng hổi, giòn tan à các bạn. Đó, người chủ đã chặt cho mình một hộp heo quay như vậy thì khoảng hơn 1 pound, khoảng hơn nửa ký thôi. Đó, thì khoảng 8 cho đến 9 đô la các bạn ha. Rồi những ở đây bán nè, bún xào nè, cơm chiên trân châu nè, rồi mì xào nè, ở đây là miến xào hay bún xào gì đó, kia là đậu hũ nè, nhìn ngon quá chừng. Đây cà tím nè, cà tím xào, rồi chỗ kia là gà, ở đây rau quả nè. Món này hấp dẫn nè, sườn sườn kho kho gì đây, rất là ngon, rim rim kho tiêu ở đây, rồi cải thìa nè, thấy không, sườn kho tiêu nè, quá chừng là ngon ha các bạn. Đó, chỉ cần bỏ ra khoảng 8 đô la thì mình sẽ lấy một cái hộp, mình thích mua cái gì đó mình mua, bỏ đầy cái hộp, đậy nắp được là người ta bán cho mình 8 đô la. Đó, thịt xá xíu, thịt sườn xào chua ngọt, không biết phải không. Mình không có rành mấy cái món này, các bạn đọc cho các bạn xem ha. Rồi cái này cá tẩm bột chiên nè. Món nào món nấy cũng thiệt là hấp dẫn, nhìn thôi là đã đói bụng rồi các bạn ơi. Chỗ kia gà chiên, ở đây là chả giò, mùi rất là thơm thơm. Tới đây là mực tẩm bột chiên giòn, quá chừng là ngon. Chả giò này đứa con trai mình rất là thích, nhưng mà ở đây người ta bỏ tôm cho nên con trai mình lại không ăn được. Rồi đây là cái gì đây, cánh gà chiên, chỗ kia là cá cá rô phi chiên, chiên giòn, nhìn là biết giòn rụm luôn các bạn, nhìn con cá muốn ăn kêu rột rột quá. Rồi đây cá gì nhỏ nhỏ ở ngoài sông người ta vớt ở Mỹ các bạn, người ta cũng tẩm bột chiên luôn, rất là hấp dẫn. Những món ăn ở đây thì đủ thực đơn để cho khách tới đây lựa chọn để ăn trưa các bạn. Đó, cứ đi chợ đi ngang qua đây là đói bụng lấy một cái hộp, bỏ đầy hộp rồi 8 đô la. Rồi ở trên có những cái hộp đựng cơm nữa kìa, đó, cũng tiện các bạn ha. Rồi, đã tính tiền xong, mấy đứa nhỏ của mình, nhà mình chỉ ăn heo quay. Cậu con trai nhà mình á, khó chịu lắm, ăn thức ăn á, thì kén ăn. Heo quay mà cũng không biết ăn, tập bao nhiêu lần rồi cũng không biết ăn. Cứ thích ăn canh mẹ nấu ở nhà, rồi những cái loại rau mà con trai mình thích thôi. Rồi, hai chị ngồi nhâm nhi cục heo quay nè, heo quay nóng giòn. Đó, con trai mình thì cứ ăn canh thịt gà, thịt heo với rau quả ở nhà. Đi chợ mà cũng phải đem theo canh, theo cơm cho đứa con trai mình ăn đó. Thì bây giờ đây, mình bóc một cục heo quay ăn thử nha các bạn. Thấy thơm, thơm phức à. Cho nên đói bụng, muốn ăn. Đó, ngồi xuống cho mẹ ngồi với nè. Ngồi xuống ăn miếng cái da các bạn, cái da giòn thiệt là ngon. Đói bụng mà ăn một cục heo quay thấy thèm, ngon thiệt đó. Chỗ này bán rất là ngon. Wow, các bạn nào tới đây mua thẻ heo quay ăn nha. Có vịt quay nữa mà. Mấy bữa này lễ đó, người ta bán rất là nhiều, cho nên nhanh hết sớm. Ngon quá các bạn ơi. Rồi, ông xã của mình với hai đứa con gái với mình ăn hộp mà heo quay. Đó, có bà ngoại nữa mà bà ngoại cũng kén ăn, ăn có một miếng một thôi. Rồi hôm nay mình sẽ quay một chú thỏ mới đó, mấy đứa nhỏ nhà mình mới đây đã ăn hết rồi. Hôm nay mình mua lòng heo về luộc ăn nè các bạn. Đó, cái này là lưỡi heo. Chừng này thì khoảng gần 8 đô la được ba cái lưỡi heo, khoảng 186.000 đồng ha. Này, tim heo nè. Tim heo thì khoảng 5 đô, hơn 100.000 hai cái tim. Đó, cái này cũng vậy. Tim heo, còn này là cái gì? Cái này lòng của con heo. Lòng heo thì rẻ nè các bạn, 4 đô 36. Đây cũng vậy thôi. Giờ
Ok, mình ghé mình mua lòng heo ha. Mua lòng heo giờ mình luộc mình ăn. Đó, cái này là gì đây ta? Cái này là bao tử heo. Cái bao tử như thế này. Đó, 3 đô 51, 3 đô rưỡi ha. Cũng Đây gì? 70.000, 70.000 một cái bao tử. Rồi, rửa thôi. Đây Mình rửa gì? rồi mình bỏ vô cái nồi này mình luộc nè các bạn. Các bạn ơi, lòng heo thì mình rửa sơ qua nước lạnh, mình cạo sạch những cái nhớt nhớt rồi. Bây giờ mình bỏ muối với gừng vô nha các bạn. Đó, rồi mình bỏ đường phèn vô nữa. Mình ngâm. Đó, mình ngâm cái lòng này để cho nó vừa sạch mà vừa ngon nữa các bạn. Ngâm để nó thấm vô nha. Đó, lòng heo của mình đã bỏ muối bột vô trong này ha, khoảng nửa cốc muối, rồi gừng khoảng 2 3 củ gừng bự. Rồi mình bỏ đường phèn vô trong này nữa. Các bạn bỏ khoảng mấy cục đường phèn đó. Mình mua cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 vỉ là gần 7 pound nha. Đó, mình ngâm muối, đường phèn, rồi gừng để mình bóp lên. Mình bóp vô, mình để như vậy khoảng 1 tiếng ha. Mình ngâm đường phèn như vậy, mình cho vô chút xíu nước nha các bạn để cho nó mau tan. Đó, thì mình bóp bóp lên, mình ngâm cái lòng này với đường phèn với muối với gừng á, luộc lên sẽ rất là ngon ha. Đó, mình cho đường phèn này các bạn thấy không? Rồi gừng, muối mình bỏ chút xíu nước. Mình ngâm lên để cho cái này nó vừa sạch mà chút xíu là mình luộc nó rất là ngon nha các bạn. Luộc lòng này các bạn, bỏ một bó hành lá vô ha. Rồi hành tím này mình cắt ra nè. Rồi gừng mình băm băm nhỏ nhỏ, khoảng một củ nhỏ mình bỏ vô đây luôn. Luộc bỏ khoảng muỗng canh bột nêm ha. Hai muỗng canh bột nêm đi. Thôi, ngọt quá. Hai muỗng canh bột nêm. Rồi, vậy thôi à. Muối thì hành tây này. Thôi hành tây nó hôi lắm, bỏ hành tây cho nó không hợp. Rồi, chỉ hành tím, hành lá, gừng vậy thôi các bạn. Vậy là luộc lên là ngon lắm rồi ha. Đó, đã luộc xong lòng rồi các bạn. Rất là ngon ha. Luộc kiểu này là quá ngon luôn. Ngâm đường phèn, ngâm muối, ngâm gừng. Luộc lên một cái thơm phức luôn các bạn. Làm giống vậy ăn rất là ngon nha. Đó, cô em chồng mình múc nước mắm nè. Rồi thịt lòng mình đang sáng nè các bạn đây, thấy mình không? Thử cho nha mấy bạn. Nó trắng trẻo mà nó ngon lắm. Nhớ nha, ngâm đường phèn, ngâm gừng, ngâm muối rồi luộc lên tuyệt vời lắm á. Nêm bột nêm nãy mình có quay rồi đó. Rồi, nhìn ngon ha. Bốc khói, bốc khói. Hấp dẫn chưa? Cắt phẩm phẩm. Rồi. Cắt được hai dĩa lòng nè các bạn. Ha. Rồi. Một tô mắm gừng ha. Nhìn ngon không? Ngon các bạn. Hello hello. Mới mua thỏ về nè các bạn. Đó, mới mua một loại thỏ mới. Nhìn rất là dễ thương, y như con chó xù. Đó, các bạn thấy dễ thương không? Mới đem về nhà nè. Mua 40 đô, người ta cho luôn cái chuồng luôn. Cho luôn bình nước uống luôn. Ở nhà người ta nuôi đó, người ta không có thích nuôi nữa, người ta bán cho mình về mình nuôi ha. Hello, 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 hello. Dễ thương chưa các bạn? Mới mua thỏ này về nó biết chơi đồ chơi nè. Mua trái banh, mua trái banh. Nô, cầm nè. Hello, hello. Rabbit. Dễ thương không? Úi chà, úi chà, dễ thương quá, úi chà. Hay quá, hay quá, hay quá. lấy bút chì cho thỏ vẽ nè. Lấy cái viết đi, lấy viết cho thỏ vẽ nè. Có biết ăn không? Ba nè, thỏ. Con thỏ này nó khôn hàng gì người ta nuôi trong nhà. Con thỏ này nó khôn hơn mấy con thỏ khác các bạn. Nó biết chơi trò chơi. Đó đó đó. Nè, nè. Ôi chà, dễ thương quá. Nè. Ôi chà, hay quá. Hay quá. Mới mua thỏ này dễ thương quá các bạn. Nó thích vô nhà chơi. Đó đó. Cái biết nè, để gặm.
Giấy này, chơi đi. Không cần ăn. Đúng rồi, để cho nó chơi. Quá sức quá. Để chơi, thỏ chơi. Nè, cái viết kìa. Lấy cái banh cái gì không lấy. Không có cháy banh, mất hết trời. Mấy đứa nhỏ nhà mình rất là thích con thỏ này các bạn ơi. Đó. Mua về nó thân á, tại vì người ta nuôi nó ở trong nhà cho ngủ trên giường. Rồi mình mua về thì mình cho vô nhà chơi một chút xíu rồi ra ở chung với mấy con thỏ. Mấy con thỏ giống khác nhưng mà thỏ này vẫn thích mấy con thỏ kia các bạn ơi. Vẫn thích chơi chung nè. Hôm nay quay rõ cho các bạn xem cái lông của con thỏ này, mới đem về nhà có ngày mà lông quá chừng đó, đó chơi nè. Ê đây, here, come here, đi đâu vậy nè. U chà, dữ quá. Ủa nó thưa ăn đi, để thỏ ăn con. Không ăn à? Không ăn vô. Đi đâu đó đi đâu đó thỏ. Nè ôi chà, thỏ dễ thương các bạn, thích khá. Nè, cho tờ giấy cho em này. Đặt giật khá. Thấy cưng không? Thỏ này không biết giống thỏ này ở Việt Nam có không các bạn ha. Ở bên mình thì thỏ này người ta hay nuôi ở trong nhà, người ta dạy cho nó nhảy qua cái vòng rồi chơi trò chơi. Nó có biết vẽ đâu. Nó biết mà. Đó, gặm vẽ đi. Tập cho nó vẽ các bạn ơi. Cái bên đừng đụng để cho vẽ. Biết vẽ đâu. Đứa gái mình đó, nó thấy trong những cái video show ở trên trong những video ở trên YouTube mấy con thỏ này nó biết cầm cọ nó vẽ các bạn. Nó chà vô trong cái bảng ấy, thành bức tranh. Kevin đừng có đụng nhẹ thôi. Vẽ trước đi. Ôi già dữ quá. Nè. Dữ quá. Không biết hát đó, hát đó. Ôi già dễ thương quá. Này. Gọi quá đi thôi. Các bạn than thỏ dễ thương các bạn. Rất là lanh ha. Đó. Nè. Ôi chà, dữ vậy hả? Nè. Mấy bữa mua chỗ pet store đó dưới đường gặp đó không? Kevin đừng có ôm bụng thỏ con. Đừng ôm bụng thỏ. Ôi chà, hay quá. Nè. Này, đồ chơi con đây. Ủa. Đây rồi. Píp píp. Này, chiếc xe nè. Nè. Úi chà, phá quá. Con. Thỏ này nó biết chơi đồ chơi các bạn ơi. Đó, thấy cưng không? Cưng không? Đẩy cái xe đi nè. Lan vô nhà không có ai kia xem chuột lan hết trơn ạ. Lan vô nhà nè. Chuột lan nãy vô nhà ăn nhiều quá nha. Ăn được nhiều quá chừng. Có gì cho chuột lan ăn nữa không? Cưng chuột lan quá à. Chuột lan có biết chơi ly không? Có biết chơi ly giống thỏ không? Nè. Biết chơi cái trâu á. Biết chơi ly không? Gặm ly đi. Nè. Nè. Không biết chơi à, biết ăn thôi hả? À. Vâng cho nó ăn đi. Thấy nó chơi được mà em mới thấy nó chơi được sẽ để ăn. Cái xe mà. Cưng quá đi
thôi. Má kêu nè, có cục kẹo nè, lột ra. Bây lột kẹo ra. Lột cục kẹo cho thỏ ăn thử ha. Có nước chưa? Ở đây mẹ lột ra. Đây. Hello, tặng cho thỏ cái kẹo nè. Thỏ ơi, nè. La 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 la. Không ăn à? Mày đi nhỏ nhà mình thích mấy con chuột, mấy con thỏ nè, đem vô nhà chơi chút xíu rồi đem ra nè. Hay dí theo đó. Là trên lưng nó có gì? Dữ không? Dữ quá. Đẩy ra không ăn nè các bạn. Nè cái ly nè. Ghê không? Hùng dữ thiệt. Nè. Má coi vậy ngâm cái gì ạ? Đây tung ly đi. Đó, tung xa đi. Nè. Nè. Tung xe đi, tung xe đi. Dữ không? Nè, tung đi. Cà rốt nè, cà rốt tím đó, nhổ ngoài vườn vô đó. Ngon không? Má, cái đó tôi đã nói làm vậy không? Thích ăn cà rốt tím này các bạn ơi. Nhổ mấy ngày này chưa kịp ăn, nó héo luôn rồi. Giờ mới đem thỏ này về. Thỏ được hưởng cà rốt nè. Vi, để cho nó ăn con. Từ nãy giờ chơi trò chơi đá rồi á. Các bạn tung ly, tung xe. Rồi bây giờ ăn cà rốt nè. Cà rốt trồng đó. Nói chuyện đó, hai con nói chuyện với nhau. Nó dính gì đây? Chị Lan kêu vé bắn để cho nói chuyện. Hai con đang nói chuyện với nhau các bạn ơi. Tí đã, để cho mẹ quay phim tí nè. Nói chuyện nè, hỏi thỏ có khỏe không. Chị Lan kêu kìa. Chị Lan, ăn đi. Mẹ đâu biết chị Lan kêu gì đâu. Chị Lan hỏi thỏ có khỏe không. Khỏe không thỏ? Chuột Lan nè. Chuột Lan ở nhà này nè. Ở đây mấy năm rồi? Mấy tháng rồi chuột Lan kêu kìa. Thương không? Thấy thương không? Để nói chuyện cái đã. Nói chuyện hỏi thăm nè. Có mấy cái xoáy nè chuột Lan. Có một xoáy nè các bạn. Nói bông của hai xoáy. Ba xoáy. Bốn xoáy. Má nó phải kêu. Má cái con này nó sẽ kêu là chuột Nam Đông. Ủa, mới phủ cà rốt rồi rồi. Chuột Lan kêu gì đó, ăn đi. Ăn đi. Cà rốt rồi, nữa rồi. Nè, thỏ ăn đi. Thỏ ở đây chơi với chuột Lan đi. Để chuột ở đây tí. Mà cho ra ngoài hết á. Để nói chuyện với thỏ tí nè. Hai con đang đứng hỏi từ đâu tới nè các bạn. Anh thỏ nè. Thỏ này đặt là thỏ đậu phộng nha. Nhìn y như hột đậu phộng á, thấy cưng quá à. Còn chuột Lan nè, chuột Lan xù nè. Nói chuyện đi, chuột Lan nói chuyện đi. Kêu gì vậy? Hả? Hai con thấy cưng không các bạn?